Tiếp tục với tập 6 của bộ phim nha mọi người. Cuộc tấn công của các loài quái vật khiến thành phố bị tàn phá nặng nề. Sau khi Chidan và các bạn học phát hiện thấy quái vật, bọn họ đã chọn lái một chiếc xe tải để trốn thoát. Trang Su vì để đảm bảo mọi người trốn thoát thành công, một mình cậu dụ con quái vật đi chỗ khác. Với giọng nói của Trang Su phát ra, con quái vật chuyển mục tiêu, các bạn học nhân cơ hội đó lái xe rời đi. Nhìn thấy chiếc xe đã rời đi, Trang Su thở phào nhẹ nhõm. Và vài người trong xe tải, lúc bấy giờ không thấy Hirak ở đâu cả. Trang Su bên này đang đi chậm chạp và quan sát xung quanh, nhưng đối với loài quái vật này ngày hay đêm đều như nhau. Trang Su thấy quái vật phát hiện ra mình, cậu tuyệt vọng bỏ chạy, thấy không trốn được nữa, Trang Su định chấp nhận số phận vậy. Vào thời điểm quan trọng Hirak đã kịp thời đi đến, cậu ta lấy bình chữa cháy và quét sạch con quái vật sợ nhiệt độ thấp, Hirak trước đây đã phát hiện ra, bây giờ cậu ta mới nhớ, đây cũng là lý do tại sao Hirak không có trên xe tải, chính là đến cứu Trang Su. Nhưng con quái vật thực sự chết rồi sao? Trong lúc hai người rời đi, con quái vật bị bắn chết bất ngờ sống lại và tấn công bọn họ. Thời điểm quan trọng, Trung úy Lee đã kịp thời xuất hiện. Na ra hạ gục con quái vật bằng tài thiên xạ chính xác. Trải qua đủ loại thăng trầm, các học sinh tập hợp lại với nhau. Sau nhiều lần sống chết với nhau, mối quan hệ giữa bọn họ cũng gần gũi hơn. Kẻ bạo lực cũng không còn độc đoán như trước nữa. Trở lại nơi trú ẩn, lãnh đạo không ngừng trừng phạt Trung úy Lee, bởi vì anh ấy đã thành công đưa học sinh trở lại, cũng phải thông báo tới phụ huynh của học sinh. Lâu lắm rồi, các học sinh mới tận hưởng sự bình yên. Tất cả đều mặc quân phục, cứ tưởng những ngày sắp tới đây sẽ thật bình yên. Nhưng nhà lãnh đạo quân sự không cho là vậy. Số lượng quái vật quá nhiều, lãnh đạo quân khu định để Trung úy Lee trực tiếp đi đón các học sinh, vào ngày hôm sau sẽ chiến đấu cho quân đội, chỉ có như thế mới làm giảm thương vong cho binh lính. Và đây cũng là mục đích của bọn họ để các học sinh tham gia huấn luyện, phải ngăn chặn đám quái vật đó cho bằng được, trước khi chế tạo ra vũ khí chứ. Sau khi xác nhận kế hoạch, trưởng đoàn đi cùng với Trung úy Lee đến gặp các học sinh, căn dặn các bước tiếp theo, nghe được tin ngày mai sẽ chiến đấu. Các học sinh không dám tin, dù Trung úy Lee không can tâm, nhưng anh phải tuân theo lệnh của cấp trên, đêm cuối cùng trước khi lên đường tác chiến. Mọi người đều mất cảm giác ngon miệng, lớp trưởng bảo mọi người viết di thư, mục đích là để nhận diện xác trong trường hợp khó xác minh, không ai chắc chắn rằng bọn họ có thể sống sót trở về. Cuối cùng mọi người đã làm theo lời khuyên của lớp trưởng. Trước khi đi ngủ, Trung úy Lee đã tìm đến bọn họ và ăn khuya cùng nhau, tận hưởng một đêm đặc biệt như vậy, không ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mai. Sẽ có bao nhiêu người ra đi, bao nhiêu người ở lại. Rất nhanh, sáng ngày hôm sau, Trung úy Lee đã sắp xếp đội hình và ban hành máy dò sinh học, do máy dò đang trong giai đoạn thử nghiệm. Mặc dù chưa hoàn hảo, nhưng thiết bị dò tìm này tuyệt đối không thể làm mất. Khoảng cách dò tìm là 1 km, tính từ điểm dò tìm, đối với khu vực thành phố, thì bán kính dò tìm có thể là từ 500m đến 700m. Thế là bọn họ đã đi đến một thành phố bị đổ nát. Sau một thời gian thăm dò, bọn họ phát hiện ra máy dò hiển thị tín hiệu dày đặc. Trung úy Lee nhặt chiếc ô tô đồ chơi trên mặt đất, sau đó bật công tắc và ném nó đi. Ngay lập tức âm thanh phát ra từ chiếc xe thu hút các con quái vật. Cuộc tấn công bắt đầu, nhưng chỉ vừa diễn ra được một nửa, các quái vật đột nhiên ẩn đi hết. Thấy tình hình này, Trung úy Lee không còn cách nào khác ngoài việc ra lệnh tiến lên, phải tìm ra con cuối cùng và tiêu diệt nó. Mọi người phân chia nhau ra vào trong mỗi ngôi nhà tìm kiếm. Mặc dù quá trình này rất nguy hiểm nhưng không có thương vong nào xảy ra. Sau đó trong ngôi nhà mà Won Bin đi vào, nghe thấy tiếng động lạ trong tủ. Khi mở cánh cửa tủ ra, có một cô gái mặc quân phục ẩn núp bên trong. Hóa ra đây là học sinh khác còn sống sót lại núp trong tủ đồ. Với những học sinh ở ngôi trường này, Trung úy Lee và mọi người đi đến đây, từ miệng của một số người sống sót duy nhất, biết được ban đầu bọn họ được chỉ huy bảo chỉ cần chuyển đồ cho khu lánh nạn thôi. Nhưng mà khi tới nơi, nhưng không thấy chỉ huy ở đâu, chỉ bắt bọn họ đợi ở đây, và làm theo lời dặn, nói cách khác là quân đội đã bỏ rơi bọn họ. Sau khi biết chuyện, Trung úy Lee không nói gì, nhìn Trung úy Lee rời đi, đôi mắt của cô gái sống sót cứ nhìn chằm chằm. Sau đó mọi người cùng nhau phân loại xác chết trong trường. Đối mặt với cảnh tượng như này, mọi người đều trong tình trạng lo lắng. Lúc này trong đầu bọn họ nghĩ rằng bọn họ thật sự có thể sống sót sao? Đến buổi ăn tối, cô gái sống sót kia đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài, chỉ thấy cô gái cầm lấy khẩu súng và định tự tử. May mắn là lớp trưởng kịp thời xuất hiện để thuyết phục, cô gái mới bình tĩnh lại, tuy nhiên hoàn toàn không buông bỏ. Sự xuất hiện của Trung úy Lee khiến cho cô gái ngay lập tức trở nên phấn khích, việc huấn luyện quân sự đã khiến cho cô gái có hành vi cực kỳ nguy hiểm. Cô gái lớn tiếng nói, những chuyện này là sao chứ? Dù sao thì các bạn vì tôi, vì các người mà đã phải chết, các bạn của tôi, chết hết cả rồi, các người đã giết họ. Cô gái phấn khích bắn một phát, viên đạn trúng vào người anh Won Bin. May mắn thay đó, chỉ là một vết thương ở vai không có gì nghiêm trọng. Mọi chuyện xảy ra cho đến thời điểm này, cô gái vẫn luôn nói đó không phải là lỗi của mình, mà là lỗi của mọi người. Từ đây ta có thể thấy bọn họ trước đây, đã phải trải qua nỗi tàn khốc nhiều như thế nào. Không lâu sau, Trung úy Lee xem xét sự an toàn của mọi người, ra lệnh sáng mai sẽ rút lui khi mặt trời mọc, trở về đồn trú. Trong thời gian canh gác, Chidan dự định tỏ tình với Naza, nhưng bị cắt ngang bởi tiếng gọi của Naza. Qua ống kính, Naza phát hiện các quái vật nhận và gửi tín hiệu cho nhau. Quả cầu trên trời phát sáng, trên cơ thể của các con quái vật đó cũng phát sáng. Điều này cho thấy sau khi bọn họ trao đổi tín hiệu với nhau, thì đã có một vài con chạy đi đâu đó.
rồi chúng quay lại, đó là trình tự của chúng. Theo như quan sát, Naza chỉ ra vị trí mà chúng sắp bao vây, xem điểm đánh dấu trên bản đồ. Truy úy Lee hiểu ra, những loài quái vật này đặc biệt nhắm vào những nơi lánh nạn. Trạm lánh nạn là nơi trú ẩn an toàn, có nhiều người nên đó là nơi có nhiều đồ ăn, việc đó giúp nuôi dưỡng các quả cầu. Bọn họ cần phải thông báo cho người phụ trách tại trạm lánh nạn đó, nhưng giờ không liên lạc được. Trung úy Lee thông báo với mọi người, trước khi rút lui vào ngày mai, dụ những con quái vật đến trường công lập Mesung, rồi sau đó kết hợp thuốc nổ với lựu đạn tiêu diệt nó. Trong lúc quan sát, Naza một lần nữa phát hiện ra sự bất thường của quả cầu. Mấy loài quái vật này đã bắt đầu di chuyển rộng rãi, tình hình rất là nghiêm trọng. Trung úy Lee vội dụ chúng vào, và rồi mọi người di tản sau 10 phút nữa. Với còi báo động và còi xe đang tắt, đám đông quái vật đổ xô đến đây theo âm thanh phát ra. Tại thời điểm này, quái vật đã đến sân chơi, nhưng còn một quả bom chưa được lắp xong. Trung úy Lee bảo Wonbin đưa các học sinh thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt. Bản thân anh sẽ tự lắp đặt quả bom cuối cùng này. Nếu quả bom được lắp đặt xong, anh sẽ ra lệnh kích nổ. Chẳng mấy chốc, các học sinh đã sơ tán sang tòa nhà đối diện. Trung úy Lee thì đang nỗ lực gài bom. Nhưng khi anh chuẩn bị rời đi, quái vật đã chặn tất cả lối ra. Trung úy Lee không còn cách nào đành phải tìm đường khác, có quá nhiều quái vật, liên tục đấu với chúng. Sau khi hết đạn, Trung úy Lee trốn vào một phòng học, nhìn xuống phía dưới, Trung úy Lee rơi vào tuyệt vọng. Trung úy Lee nói dối rằng anh đã trốn thoát, anh ra lệnh cho Wonbin kích nổ. Wonbin đã nhìn thấu những lời của Trung úy Lee. Trung úy Lee cũng thừa nhận với mọi người, anh không thể trốn ra ngoài được, nếu như không kích nổ, lũ quái vật đó sẽ rời ra khỏi đây, sẽ có nhiều thương vong hơn, tôi sẽ tắt bộ đàm. Đây là mệnh lệnh cuối cùng của tiểu đội trưởng, hãy kích nổ đi. Cuối cùng ngay cả khi mọi người không muốn chấp nhận sự thật, Wonbin vẫn chọn lựa kích nổ. Trung úy Lee rốt cuộc có chết hay không? Hẹn mọi người ở tập sau nha.